Rồi, xin chào mừng các bạn đã đến với TechMark. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc điện thoại BlackBerry Evo mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và mình nói luôn mức giá trước của sản phẩm luôn nha. Thì sau nhiều lần troll thì chiếc BlackBerry Evo này có mức giá tại Việt Nam đó chính là 7.990.000 đồng. Vậy thì với mức giá trên thì chiếc điện thoại mang thương hiệu dâu đen này sẽ mang đến cho người dùng chúng ta những gì? Đầu tiên là về cảm giác cầm nắm thì chiếc điện thoại BlackBerry Evo này mang đến cho mình cảm giác cầm khá là dễ chịu. Dễ chịu thứ nhất là do cái mặt lưng này được làm nhám theo kiểu phong cách của BlackBerry, là những cái đục lỗ như thế này cầm sẽ không bị trơn tay. Thứ hai là cái phần khung viền này là khung viền kim loại được bo cong mềm mại nên cầm cũng không bị cấn. Và phần tiếp giáp giữa cái phần khung viền này và phần màn hình này cũng được làm bo cong khá là mềm mại, cho nên khi mà mình vuốt từ mép vào thì nó sẽ không bị cấn tay. Thứ hai đó chính là cấu hình. Thì chiếc BlackBerry Evo này được trang bị vi xử lý là Snapdragon 450, và các bạn không nghe làm đâu, đây là chip Snap 450 trên một chiếc máy là 7.990.000 đồng. Theo mình nãy giờ trải nghiệm thì nó mượt, nó không bị lắc. Nhưng mà nếu như các bạn muốn chơi những tựa game nặng thì mình nghĩ nó sẽ gặp đôi chút vấn đề khó khăn. Nhưng mà những gì mà mình trải nghiệm nãy giờ thì nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cơ bản của một người dùng bình thường. Tiếp đến nữa là về phần camera, máy này được trang bị camera kép ở phía sau có độ phân giải là 13 megapixel trên cả hai camera, và camera phụ thì là camera trắng đen có chức năng là làm tăng chi tiết. Trải nghiệm ban đầu của mình thì mình cảm thấy camera này có chất lượng chưa thực sự ngon lắm. Còn camera selfie thì có độ phân giải là 16 megapixel và mình cảm thấy là nó chi tiết nó hơi bị bệt và nó không được chi tiết cho lắm. Về pin thì chiếc máy này được trang bị pin có mức dung lượng là 4000 mAh. Thì với một chiếc máy có thân hình hơi mảnh mai này, dày hơn 8mm một chút nhưng mà có viên pin 4000 thì mình nghĩ nó sẽ là một điểm cộng, bởi vì các bạn có thể thoải mái sử dụng nó trong vòng một ngày. Và chiếc máy này còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh là WeChat 3.0 giúp cho thời lượng sạc được rút ngắn lại. Và điểm mà khác biệt so với các sản phẩm BlackBerry trước đây đó chính là chiếc điện thoại Evo này không còn bàn phím cứng mà là một màn hình kích thước là 6 inch, tỷ lệ đó là 18:9. Thì với màn hình này thì trải nghiệm của mình thì nó khá là đẹp. Độ sáng thì màn hình thì khá là cao, và cũng như khi mà mình nghiêng nhiều góc khác nhau thì nó không bị đổi màu. Và cái tấm nền này nó hiển thị rất là sát tấm kính, nó không bị chìm sâu, cho nên mình nghĩ đây là một tấm nền cũng khá là cao cấp. Về các vị trí phím bấm và cổng kết nối thì chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Bên cạnh phải phím nguồn thì được làm nhám nên sờ vào là biết nó là phím nguồn, không bấm lộn. Ở trên chúng ta có jack tai nghe 3.5, bên cạnh dưới này là cổng USB Type-C và có một giải loa cũng như là một giải mic. Thì chiếc máy này còn được tích hợp công nghệ âm thanh là Dolby giúp cho gia tăng cái khả năng trải nghiệm về mặt âm thanh. Ở mặt sau này là cụm camera kép phân giải thì mình nãy chia sẻ rồi. Kế bên đây là đèn flash LED 2 tông màu, cũng như là cảm biến vân tay được đặt ở vị trí khá là thuận tiện. Ở giữa là logo của BlackBerry. Vậy thì với cái mức giá là như thế này thì chúng ta sẽ, ngoài cấu hình thì không được mạnh ra, thì chúng ta sẽ còn được nhận thêm những cái giá trị đến từ phần mềm. Ví dụ như các bạn có bộ ứng dụng BlackBerry Detect giúp cho bảo vệ chiếc máy này được tốt hơn, hay là BlackBerry Hub giúp hiển thị các thông báo của email, Facebook hay tin nhắn vô một cái ứng dụng thì sẽ quản lý dễ hơn, hay là tính năng là Password Keeper giúp cho các bạn lưu trữ mật khẩu một cách an toàn nhất. Vừa rồi là những trải nghiệm nhanh của mình về chiếc điện thoại BlackBerry Evo. Còn các bạn khán giả của TechMark, các bạn cảm thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Cũng như là các bạn cảm thấy mức giá có hợp lý hay không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của TechMark.